Vâng, xin chào bác, chào mừng bác đã trở lại với A Trang Bí Cổ Xưa. Ngày đang giới thiệu bác đó là cây Meckler sống trong bọc vàng của Đức Quốc xã xưa. Cái dòng này em giao lưu rất nhanh, trong năm qua em về rất nhiều cây đã giao lưu rồi. Nay em về khoảng 2 cây thì em bên luôn được ngay cho nóng để lâu thì nó nguội lạnh mất. Size 52 bọc vàng của Đức Quốc xã thập kỷ 1950 nhá. Cái dòng này là mắt màu thủy tinh, màu nâu trà. Bác nào cũng thích bỏ mắt mà đi thay mắt cận lão tiến loạn để được hết một cái kính giải quyết nhiều tính năng, quan trọng giá thành hợp tình hợp lý hợp lý ạ. Về giá cả hồ sơ theo dõi trước tiên mình đi tổng quan và sau đó đi chi tiết bên trong bao gồm có cái gì. Mọi thông tin chi tiết về kính luôn luôn ghi bên dưới video và kèm theo địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm, giá cả rất rõ ràng nhé. Bác nào ở Hà Nội gần Hà Nội có địa chỉ em xem kính cổ đồ của đồ xưa đồ lĩnh Mỹ bác ở tỉnh sang hết sức yên tâm. Em sẽ được một phương tiện bưu điện ô tô ngoài tàu hỏa, phương tiện thì nhanh nhất hợp tình hợp lý hợp lý đúng điện đó. Thời gian gửi từ 1-2 ngày, chậm là 3-4 ngày, tùy theo thiên tai dịch bệnh bão lũ nhé. Meckler sống châu bọc vàng của Đức Quốc xã thập kỷ 1950. Ở cầu giữa nó có 1/20/10K thì là bọc vàng của kính Đức Quốc xã xưa. Rất rõ ràng này. Chuyên về nguyên zin nhé. Càng bên phải nó có biểu tượng logo hãng Meckler Japan. Biểu tượng logo hãng này. Chuôi có chữ này. Chuôi càng trái này có chữ Meckler Japan này. Đấy, rất là rõ ràng nhé. Vâng, để trên các bác ủng hộ em hơn 2 năm qua bán tại nhà và ngoài đường Trường Chinh. Em bây giờ nhập một lô kính cổ đồ xưa cũng khá nhiều hơn món đồ cả đồ lính Mỹ nữa. Có cái giá tốt giá thấp thì bán các bác giá tốt giá thấp để các bác là ai cũng chơi cũng sưu tầm được. Có những bác là trước chưa chơi được, chưa sưu tầm được, nay sẽ chơi sưu tầm được bởi vì giá đa xuống thấp rồi. Đó là một thông báo cho các bác tin vui là vui, cực kỳ là vui. Giá 6.1 triệu hay gọi là 6.100K nhá. Giá 6.1 triệu hay gọi là 6.100K sản phẩm bán ra luôn luôn được bao chiếc bao các toàn cầu trên toàn lãnh thổ. Bác yên tâm về giá cả của sản phẩm, về thiết cũng bán, về thời gian hàng đều ghi dưới video. Cái dòng mắt này bác nào mua về bỏ mắt một lâu trà đi thay mắt cận lão viễn loạn này được hết. Tuy nhiên nếu bác nào mà còn trẻ ít tuổi thì có thể đeo mắt này luôn. Thì nếu mà còn bác nào mà có tuổi rồi thì giờ bỏ mắt này đi thay mắt cận lão viễn loạn thì là rất ok. Nó tùy theo cái cá tính và sở thích của từng các bác một thôi ạ. Các bác mua đâu mua, nên lựa chọn bán lâu năm không có cái thương uy tín. Hà Nội và Sài Gòn em và một số anh em chơi đồ cổ bán đồ cổ là 20 năm, 30 năm, ngay cả số điện thoại là hơn 20 năm rồi, đã khẳng định mình có giá trị thương hiệu rồi. Về thức mua bán bên em bác là chuyển khoản và ship bằng ship code thì luôn là nạp cọc 100K. Về thời gian bán hàng từ 7 giờ đến 23 giờ, từ 7 giờ đến 11 giờ tối tất cả ngày trong tuần, không nghỉ nào kể cả lễ Tết. Với điều kiện bác điện thoại trước, tránh tình trạng nếu sốt quá thì em đi nghỉ hàng và giao đồ cổ xưa. Đặc biệt hơn là em đi thẩm định, định giá đồ cổ xưa cho tất cả những người bạn thân. Thì lưu ý là một số bác hay đến đột xuất quá thì em không thể nào kịp trở tay được. Vì đến đột xuất quá em đi thẩm định giá đồ cổ xưa thì bác cứ điện thoại trước là em đã liên tiếp đón từ xa rồi. Tại ngõ 390 Trường Chinh. Đấy, vì nhiều bác đến thì chờ mất 1-2 tiếng thì do đến đột xuất mà. Đấy, đấy là cái điểm em lưu ý thôi. Còn hàng thật thì bọc vàng thì bây giờ nó cũng sáng như gương. Còn hàng giả, hàng nhái thì như nước chảy để qua đêm 2-3 ngày. Và những đối tượng bán hàng giả, hàng nhái thì bao giờ nó cũng giấu địa chỉ, không công khai có gì cả. Số điện thoại thì là sử dụng rất nhiều sim số điện thoại. Đều là sim khuyến mại, sim rác, buôn ban 2, ban 6, ban 8, ban 9, 9, 5, rất nhiều em bị dính. Mình đang tràn lan trên mạng xã hội nhưng mà không điều chỉnh. Và một số kênh, số trang có lượng đăng ký kênh rất lớn, 10.000 người, 17.000 người mới làm được 1 năm, 2 năm, 3 năm. Nhưng mà đó là thuê đăng ký thứ 3 quảng cáo, marketing, sale để đăng ký kênh, theo dõi một cách chóng mặt, chóng mặt. Bán hàng của Nhật còn xuất xứ giá nguy hiểm hơn là trả trọng tàu Trung Quốc vào. Thuê đứa con gái bán nó rất trôi chảy nhưng không am hiểu về kính cổ đồ cổ xưa. Tất cả kính cổ đồ cổ xưa nên mua từ con trai và nên mục thực hiện nhà, có làm sao bạn được. Tuyệt đối không nên mua địa chỉ công cộng, cộng đồng, nhà ga, bến xe, địa chỉ linh tinh, địa chỉ lung tung. Rồi một số đối tượng là còn bảo là anh ở đâu mà qua xem mua thôi. Thì đấy là một điểm đối tượng bán hàng giả, hàng nhái kém chất lượng thế. Đồ cổ đồ xưa của nó hiệu mà mua kiểu thế là sẽ bị đứt cước. Và đó là cái kinh nghiệm 5 tháng buôn bán nước ngoài em rút ra kinh nghiệm. Ở đây là góc độ chia sẻ quan điểm nhé, chứ không có lên lớp trả lời. Bác nào mà chưa kênh nghe mà nút đăng ký kênh màu đỏ các phải bên dưới video và nút biểu tượng quả chuông để mỗi khi lên video hệ thống nút sẽ gửi tin nhắn rất nhanh. Xin chào tất cả các bạn.